Chào các bạn, tiếp theo là một trận chiến với sát cục đẹp như mơ cũng trong cúp tài thần năm 2018 này. Có thể nói, tầm vài năm trở lại đây, cờ tướng Trung Quốc đã có những bước phát triển vượt bậc, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cũng tại vì, ở đây thì cờ đã được đầu tư rất là xứng đáng. Các cầu thủ chỉ cần cầm con cờ thôi thì cũng không phải chật vật nghĩ tới chuyện mưu sinh hàng ngày. Truyền thông trong nước cũng như là đông đảo người hâm mộ luôn đón chờ những giải đấu lớn như là những trận cầu siêu kinh điển vậy. Cho nên các tập đoàn lớn không ngại ngần khi mà bỏ ra những khoản tiền đầu tư cho các giải chất lượng, phần vì thỏa mãn bản thân, phần vì đam mê và phần nữa là vì quảng bá thương hiệu. Các học viện cờ tướng do các cao thủ trừ danh đứng đằng sau thi nhau mọc lên như nấm, liên tục chiêu sinh cho các độ tuổi từ thuở còn lững chững biết đi. Ấy vậy mà thế hệ vàng của Trung Quốc như hiện nay với các đại cao thủ của kỳ đàn là những Triệu Hâm Hâm, Vương Thứ Nhất, Trịnh Duy Đồng, Tưởng Xuyên đã một bước vang danh thiên hạ, năm châu bốn bể không ai là không biết đến khi mà tuổi đời còn chưa đến 30. Nhưng mà cho dù thế nào đi nữa thì người ta cũng không thể phủ nhận được công sức gây dựng cả trăm năm của tổ nghiệp đi trước. Sau thời kỳ Bình Tiên Sinh, Vương Gia Lương, Dương Quân Lân, Hồ Vinh Hoa, che già thì mang mọc, đấy là điều tất ngả dĩ lẽ. Và cho thời hiện nay, trong các tiền bối còn tiếp tục sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, phải kể đến phanh mệnh tam lang Vu Ấu Hoa, Tân Đông Bắc Hồ Triệu Quốc Vinh mà kênh đã có dịp giới thiệu qua những video trước, các bạn có thể lật lại để xem. Còn trong cái trận cờ chớp tiếp theo này mà kênh sẽ tường thuật, hai cao thủ đã thể hiện một bản lĩnh dày dặn trận mạc. Đường cờ của Vu thì có cái gì đó ma quái khó lường, còn Triệu thì kinh nghiệm và không ngại xông pha, luôn dấn thân vào chỗ hiểm nguy mà tìm ra cơ may để thắng lợi. Còn diễn biến cụ thể thì xin mời các bạn theo dõi. Trong đó thì Vu được cầm tiên và Triệu sẽ phải thủ hậu. Lúc này Vu ra quân bằng cái thể thức là phi tượng, thì Triệu quá cung pháo và Vu phi mã lên. Lúc này thì Triệu nhảy mã và Vu xuất xe trước với một cái dụng ý rất rõ ràng. Sau khi Triệu bình xe thì lập tức tuần pháo để mà phong tỏa. Thì để đối phó với phi tượng cuộc thì cho đến hiện nay trên các bản đồ đỉnh cao, các cầu thủ vẫn nghiêng về hai xu hướng để mà lựa chọn, hoặc là dùng pháo qua cung như Vu Ấu Hoa đã sử dụng trong hình cờ này, hoặc là dùng sĩ giác pháo, tức là đầu tiên sẽ dùng pháo 8 bình 6. Và ngay lúc này cũng là một cái hình cờ mẫu mực của cái thế trận là phi tượng đối với quá cung pháo. Trong hình cờ này, bên đỏ sau khi bình xe đã phục một nước là tấn pháo, vừa phong tỏa con xe lộ 8 bên đen. Và đây cũng chính là tồn tại một cái cạm bẫy khai quân mà sau đây cờ tướng đam mê xin phép được chỉ ra. Trong hình cờ này, cái việc mà bổ sĩ hay lên tượng của bên đen là hoàn toàn không thể, tại vì ngay lập tức bên đỏ chẳng cần ngần ngại mà dùng pháo 2 bình 5 ăn vào trung chốt, lợi dụng cái việc vừa chiều tướng bắt buộc con mã phải quay về cái vị trí đầu sau khi đã đổi ngang quân chủ lực, thì chắc chắn bên đỏ sẽ phải thế mạnh hơn rất là nhiều, rồi lập tức sẽ dùng mã tấn lên và một bước nữa đi hoành xe để vừa phục là bình sang lộ 6 để chiếm cứ một cái đường sườn rất quan trọng, tập trung khai thác tối đa vào cái điểm yếu của quả cung pháo này, chính là hai con pháo đứng gần nhau, cho nên hình trận chen trúc, từ đó tìm ra sơ hở để mà phản kích. Còn trong những cờ này, về cách khai quân chính thống thì chắc chắn bên đen sẽ phải đi dùng chốt tấn lên. Và tới đây thì đã có một cái thời gian người ta thiên về cái xu hướng là dùng pháo bình vào để hạn chế lại cái nước là bên đen chắc chắn không thể chủ động đổi xe được. Mà lúc này cái quyền đỏ là thuộc về bên đỏ, hoàn toàn có thể giữ được nước tiên. Nhưng mà thực ra thì sau cái biến đi này thì mọi đe dọa của bên đỏ dành cho bên đen sẽ không còn nữa, và bên đen ngược lại sẽ phản đòn bằng cái việc là hiệu suất ra quân cũng như là tốc độ triển khai sẽ cao hơn rất là nhiều, từ đó có thể dẫn đến một cái hình cờ ổn định hơn. Lúc này hai bên sẽ phải đánh dài lâu. Cho nên tới đây trong thực chiến, sau khi Triệu Quốc Vinh dùng chốt tấn lên như đã định, lúc này Vu Ấu Hoa cũng dùng chốt 7 tấn 1 lặng lẽ để mà thông đường cho mã, vừa phục là mã 8 tấn 7, cách điều quân rất là chính xác. Trong cờ này tiếp theo thì Triệu Quốc Vinh phi mã lên biên và Vu nhảy mã, thì Triệu bình pháo, vừa đang phục là dùng chốt tấn 1 để uy hiếp mã cũng như là lộ đầu xe cánh phải, chắc chắn hình trận của bên đỏ sẽ phải lép vế ngay, bắt buộc Vu Ấu Hoa phải phi mã lên để phong tỏa. Tiếp theo trong hình cờ này, về phía bên đen, nếu như chúng ta có một chút ít kinh nghiệm thi đấu, rõ ràng lúc này có một cách để mà thoát khỏi cái sự kiềm chế của con xe, chính là tấn pháo để đổi mã. Liệu rằng lúc này có thể ổn thỏa hay không? Tiếp theo cục thế sẽ diễn biến như thế nào? Đầu tiên là bên đỏ không ngần ngại dùng mã đoạt lấy chốt biên vừa đang chốc pháo. Bên đen vì muốn giải phóng hình thế không còn cách nào khác, buộc phải đi xe 1 bình 2 để đổi ngang, thì bên đỏ ngay lập tức dùng mã để chém pháo, xe tấn lên. Và lúc này vừa đang phục ra nước, tiếp theo sẽ tấn pháo
để mà chóc mã tạo thành cái sự khó đi, cũng như là xe sẽ thoái lui để đánh chết con mã ở lô 7. Liệu rằng bên đỏ có phải đã thiệt mất một quân hay không? Chúng ta hãy theo dõi. Tiếp theo, thực ra thì không phải như vậy. Bên đỏ chỉ cần dùng xe tấn 2 để mới đổi. Nếu như chấp nhận đổi quân thì chắc chắn bên đỏ sẽ phải lép về hơn. Tại vì thua trắng mất một chốt, hình thế lúc này vẫn bị kiềm chế hoàn toàn bởi con xe lô 8. Cho nên rất khó để mà triển khai đội hình thế trận, bắt buộc phải thoái xe về để mà chốc lại mã. Thì lúc này bên đỏ chỉ cần bình xe để đổi ngang. Tới đây thì chắc chắn là đen không còn cái lựa chọn nào khác, phải đổi ngang pháo lấy mã, dùng xe chém mã. Thì bên đỏ xe tấn 2 để diệt nốt pháo. Tới đây thì hình trận rất rõ ràng, ai cũng phải thấy cả. Ngoài cái việc là bên đỏ đã ưu hơn một chốt, lúc này quân chủng còn đủ loại, xe pháo vào mã nên dễ dàng để mà triển khai đội hình tấn công hơn. Ngoài ra thì quân mã lô 7 của bên đen sẽ là điểm yếu để mà bên đỏ có thể tận dụng công kích. Nhưng mà thực ra tới những hình cờ này thì đôi bên vẫn chỉ khai quân theo cái lệ thường, nằm trong cái khuôn mẫu đã định. Tiếp theo thì bên đen còn có một cách đi cũng là lựa chọn của Triệu Quốc Vinh, chính là nhảy mã bàn hà. Vừa đăng phục là dùng chốt 7 tấn 1 để đánh pháo, buộc bên đỏ phải giải phóng hình thế phong tỏa này. Và lúc này thì Vũ Hổ Hoa đã lựa chọn một cái biến đối phó chính xác là dùng pháo thoái lui, tưởng chừng như là một cái đòn chạy trốn thông thường, nhưng mà thực ra không hoàn toàn phải như vậy. Tại vì lúc này bên đỏ sau khi thoái pháo về tiến hào của mình, lập tức tung ra hai cái thủ đoạn mà bắt buộc bên đen sẽ phải nghĩ phương án đối phó. Thứ nhất là bình pháo vào trung lộ chiều tường và bắt chắn được con xe lộ 8 ngay. Và thứ hai nữa, dùng pháo 2 bình 3 khi mà thời cơ thích hợp, để mà lợi dụng cái việc là bên đen lúc này con xe đã mất căn, bắt buộc phải tiến hành chủ động đổi xe trước. Lúc này Vu chẳng cần ngần ngại, dùng pháo nổ lấy tượng ngay, rồi sau đó mới thoái mã về để ăn xe. Chấp nhận lúc này một con mã ở hậu phương đã thoái lui, nhưng mà đổi lại là pháo đã chiếm được một cái vị trí tốt, ngoài ra đã chém được một con tượng ở đối phương, cho nên điều này rất đáng để mà tiến hành đánh đổi. Vậy thì qua cái sự phân tích vừa rồi, liệu rằng trong hình cờ này bên đen chỉ cần một bước nữa, dùng tượng 3 tấn 5 để mà giải quyết ổn thỏa hai cái mối nguy của tướng Nam Mê vừa nêu ra hay không? Lúc này hình thế thì hoàn toàn được, nhưng mà xét về lâu dài thì không nên một chút nào. Cái nước mà bổ tượng trong hình cờ này chỉ là một cách phòng thủ bị động. Tại vì thứ nhất, chắc chắn lực phản kích sẽ không còn nữa. Và thứ hai nữa, quân xe lộ 1 rất khó để tìm được cái đường ra khỏi cái đám mê cung u ám này. Lúc này bốn quân chủ lực, hai pháo, một mã và một xe đứng chen chúc, kiểu gì thì cũng bị bên đỏ lợi dụng thời cơ bằng cái việc tiếp theo hoành xe lên và sau đó bình sang lộ 6. Chắc chắn cục thế của bên đen cũng sẽ vỡ, không nhanh thì cũng muộn. Cho nên trong thực chiến tới đây thì Triệu Quốc Vinh bình pháo vào trung tâm, cách phòng thủ tốt nhất vẫn là tấn công, quyết tâm dốc công vào trung lộ. Tại vì do con mã trước đó đã nhảy lên hà để phong xe, cho nên chỉ còn lại một con mã để mà giữ được trung chốt. Nhưng mà lúc này sau khi đổi ngang thì bên đen vẫn được một cái lợi, đó là một con xe lộ 8, nhưng mà chắc chắn sẽ tạo thành cái sự kiềm chế đối với xe và pháo của bên đỏ, bắt buộc tới đây Vũ Hoa phải bổ sĩ lên trước để mà lợi dụng cái việc là mã không thể ăn trung chốt ngay được. Lập tức sau khi pháo tấn lên thì bên đỏ còn trả đòn bằng cái cách dùng pháo bình vào trung tâm chiếu trả và bắt chết xe đen ngay. Cho nên tới đây thì bắt buộc Triệu Quốc Vinh phải thay đổi hình thế, lập tức tấn xe. Thì lúc này Vu dùng chốt tấn 1, lúc này Triệu pháo 3 bình 4. Tại vì sao Triệu Quốc Vinh lại đi một cái nước khơi khơi không hề có mục đích như vậy? Có phải vì lúc này để phòng thủ trước cái việc là bên đỏ đang còn phục sẵn mã 8 tấn 9 ăn chốt, vừa giành được một cái thực lợi, vừa lúc này đang tranh thủ thời cơ chốc pháo mà vội vàng tránh đi hay không? Lúc này thực ra là một cái cạm bẫy cực kỳ kín kẽ của Triệu đang còn giăng ra. Đó là tiếp theo bên đỏ nếu như vẫn theo cái khuôn khổ khai quân thông thường, lập tức dùng xe tấn lên, vừa đăng phục là bình ra để chiếm giữ một cái đường rất quan trọng, lúc này sẽ phải trả giá ngay. Tại vì bên đen còn có thủ đoạn dùng chốt tấn 1, vừa dùng mã vừa dừng chốt đang còn đánh pháo. Cho dù là bên đỏ có đối phó bằng cái phương án nào đi nữa, ví dụ như dùng chốt tấn lên, lúc này bên đen cũng chỉ cần dùng mã đoạt lấy pháo trước, sau khi xe tấn lên thì lại tiếp tục dùng xe để đổi ngang, bắt buộc kiểu gì thì quân mã này cũng phải nhảy lên hà, rồi sau đó ung dung dùng pháo tấn lên, vừa đang tạo thành cái thế chốc đôi hai quân mã ở cửa hà. Thực sự đây là một cái đòn rất hiểm, mà nếu như chúng ta không đánh giá kỹ hết tình hình, chắc chắn kiểu gì cũng sẽ phải trả giá trong một vài lần. Cho nên tới đây thì phanh mệnh Tam Lang Vu Hổ Hoa bắt buộc
phải đưa ra cái đòn đối phó tiếp theo, không thể lại phòng thủ một cách bị động được. Lúc này, ông đã chọn dùng pháo bình qua, tạo thành cái sự truy bắt quân Tượng, bắt buộc nước bên Đen duy nhất phải đổi xe. Thế lúc này ông đã dùng pháo để chém Tượng trước như đã định, sĩ tấn lên rồi sau đó mới thoái mã để ăn xe. Và tiếp theo thì Triệu Quốc Vinh vẫn tấn pháo để mở chốc mã. Thế lúc này vua Hoa với cái phong cách quỷ quái đao mưu của mình lập tức trả đòn bằng một cái biến đi rất hay, dùng chốt tấn 1 để thí không. Trong hình cơ này, nếu như bên Đen tham lam lập tức dùng chốt 3 tấn 1, vừa đang phục là dùng chốt tấn lên để uy hiếp mã, lúc này sẽ phải trả giá rất đắt. Tại vì bên Đỏ sẽ bình pháo để mà đánh chết Tượng, bắt buộc bên Đen cực kỳ vất vả tìm cái phương án đối phó. Tại vì nếu như dùng mã thoái lui để bảo kê thì lập tức sẽ bị thiệt mạng ngay, pháo thoái lui tạo thành cái sự kiềm chế. Cho nên chắc chắn là với một cái biến đi này thì Triệu Quốc Vinh sẽ phải bại một cách cực kỳ thảm hại. Có thể cho thấy hai lão thủ đã thể hiện một cái trình độ rất là cao, ăn miếng trả miếng, không hề ai chịu thua kém ai. Cho nên tới đây thì Triệu Quốc Vinh không thể tham lam để ăn chốt được, mà lúc này như đã dự tính từ trước, pháo 4 bình 8. Vừa đang quyết tâm là dùng chốt 7 tấn 1 để mà đánh con mã trái, lúc này chắc chắn là sẽ vượt được con chốt 7 này qua sông, từ đó có thể tạo thành cái sự kiềm chế không nhỏ đối với con mã ở cánh phải. Đây là một chiêu thức người ta thường gọi là dương đông kích tây. Chắc chắn lúc đó với cuộc thế hình cờ này thì bên Đen vẫn dễ dàng để mà triển khai thế tấn công hơn. Mặc dù là con xe lộ 1 vẫn đang còn ứ động, nhưng mà thực ra chỉ cần một nước khai thông thôi, sĩ 5 tấn 4 đường thông quân vẫn rất là rộng mở, tiền đồ vô cùng sáng lạng. Do đó tới đây thì buộc vụ Hoa sẽ phải đối phó không thể nào ngơi nghỉ, mã tấn lên. Thì lúc này Triệu đầu tiên là bình xe để mà chốc pháo trước, pháo bình qua. Đây là một cái nước đi thực sự quan trọng, tại vì biết rằng là con pháo lộ 8 nếu như bình 7 tạo thành một cái sự công kích trên đường 3. Nhưng mà nếu như dùng pháo 8 bình 7 chẳng khác nào là nhường lại cái vị thế cầm tiên cho bên Đen, tại vì ngay lập tức Triệu Quốc Vinh còn có đòn phục sẵn mã 4 tấn 6, vừa đang nhân cơ hội lấy mã chốc pháo để từ đó có thể triển khai cái thế tấn công của mình. Cho nên biết rằng là không thể dàn trải quân, nhưng mà pháo 8 bình 6 đã trở thành bắt buộc. Tới đây thì Triệu tiếp tục nhảy mã vào vu tấn xe, thì Triệu lấy phi mã vừa dọa là chiều tường, bắt buộc vu phải bình pháo để mà truy cản. Và lúc này thì Triệu mới thoái mã để diệt chốt, vừa đang tiếp tục dùng xe để mà chốc pháo. Tới đây thì vụ Hoa mới có thể thực hiện được âm mưu của mình, chính là pháo 8 bình 7 để mà hạn chế được cái tầm hoạt động của con mã. Tới như hình cờ này thì rõ ràng là mọi cái nguy hiểm vụ Hoa đã giải quyết một cách trọn vẹn, cho nên bài toán lại quay ngược lại với Triệu Quốc Vinh, làm cách nào để mà có thể giải phóng được hình thế vốn dĩ rất là cứng ngắc. Và lúc này ông đã đưa ra một cái phương án rất hay. Đầu tiên là bình pháo, vừa thoát khỏi cái sự túng quẫn của con mã này, bất cứ lúc nào cũng có thể chém lấy. Vừa lúc này đang còn tranh thủ là chốc con mã ở lỗ 2, bắt buộc nó phải phi lên, và sau đó lập tức dương sĩ để mà thông đường cho con xe lỗ 2. Cũng như lúc này có thể tượng 3 tấn 5 vừa giữ mã, vừa lúc này đang còn chốc ngược con pháo lỗ 7. Tiếp theo thì vụ Hoa bình xe, thì Triệu phi tượng vừa đang chốc pháo. Và lúc này nhận thấy thời cơ đã tới, cho nên vụ Hoa lập tức tấn xe để tuần hà, vừa có tác dụng là kiềm chế mã, cũng như là đang dùng xe để chốc một trong hai con pháo đang đứng trên một đường thẳng rất nguy hiểm của Triệu Quốc Vinh. Tại vì nếu như pháo tấn lên lập tức, bên Đỏ đầu tiên là dùng pháo để khử lấy mã, mất một cái mối nguy hiểm ở đây, không thể đe dọa ngọa tảo được nữa. Và sau đó chỉ cần bình qua để đánh đôi một trong hai, chắc chắn là cục thế của Tân Đông Bắc Hồ sẽ phải tan tác ngay. Còn lúc này thì chắc chắn là Triệu Quốc Vinh không thể pháo thoái một, tại vì còn sợ đến cái nước mã 6 tấn 4 để mà đánh đôi hai con pháo của mình. Ngoài ra nếu như dùng pháo 8 thoái 2, lúc này bên Đỏ vẫn nhẹ nhàng đầu tiên là dùng pháo chém mã để khử trừ cái mối nguy trước, và sau đó thì mới dùng xe 7 bình 4 vừa đang đánh sĩ, vừa đang phục là tấn lên, chắc chắn sẽ bắt được một trong hai của bên Đen. Nhưng mà lúc này với chiêu thức bỏ trước lấy sau đó sẽ vô cùng phát huy tác dụng trong cái việc là làm vỡ toàn bộ hình trận của bên Đen. Điều này làm cho phanh mệnh tam lang vô cùng đắc chí. Nhưng mà không ngờ rằng tới đây Triệu Quốc Vinh trong một cái giây phút rất là xuất thần đã tìm ra một cái phương án rất hay để chống trả. Đầu tiên là dùng pháo để chém chốt. Đây thực sự là một chiêu thức mà vụ Hoa không hề ngờ tới.
Tại vì trong nguy cơ này, sau khi Pháo Bình qua, chẳng những đã thoát khỏi hiểm nguy, lúc này còn tự nhiên tạo ra một cái thế công bất ngờ nữa, còn Pháo cắm thẳng xuống đáy để chiều. Lúc này thì Phanh Mệnh Tam Lang Vũ Hộ Hoa đã hoàn toàn nhận ra cái sự hở hanh của mình. Thứ nhất là Pháo đang còn nằm ở chân tượng, cho nên phải tùy nghi di tản trước. Bình Pháo thì lập tức chiếu Quốc Vinh tấn pháo để chiều, tại vì còn có xe hậu thuẫn đằng sau, cho nên bắt buộc phải thoái sĩ. Lúc này thì Triệu tiếp tục dùng xe Bình qua để bắt chết mã. Biết rằng là sau khi quân mã chạy sẽ bị mất sĩ ở đằng sau, nhưng mà giữ lại nó là điều hoàn toàn không thể. Nếu như Bình xe qua thì càng nguy hiểm, với cái biến tiếp theo mã sẽ tấn lên để đánh xe, cũng như lúc này còn đang phục nước, Pháo tấn lên thì chắc chắn cái việc mà bắt chẳng được một quân chủ lực của bên đỏ đã trở nên vô cùng rõ ràng. Do đó tới đây thì Vũ Hộ Hoa không còn cái lựa chọn nào khác, phải phí mã lên, vừa đang tranh thủ cơ hội để chọc ngược lại quân Pháo Lộ Tám. Hình trận đã đến hồi tan tác, tiếng kèng đã vang lên. Lúc này Triệu Quốc Vinh phát động toàn bộ những quân chủ lực của mình, và phát súng đầu tiên chính là dùng xe chém sĩ. Bục tướng phải rời ra khỏi cung, và sau đó nhẹ nhàng vào tám thoái một. Lúc này thì Vũ Hộ Hoa đã phải quay ngược bài toán của mình, không còn là vị thế của kẻ tấn công hung hãn như ban đầu nữa, phải nghĩ đến một cách thức phòng thủ toàn vẹn. Lúc này ông đã chọn cái thế thức là khử lấy những mối nguy gần nhất, chốt tấn lên để đuổi xe, thì lập tức lại bình xe để chém Pháo. Lúc này thì Triệu Quốc Vinh chỉ cần nhẹ nhàng bình Pháo vào mà thôi. Và lúc này thì Vô tiếp tục dùng xe bình qua để chốc Pháo, Pháo lại ung dung bình vào. Rõ ràng với cái luật cơ tướng thì chắc chắn cái việc mà xe 8 cứ bình qua rồi lại bình về để chốc Pháo sẽ phạm luật và bị xử thua ngay. Cho nên bắt buộc Vô phải thay đổi nước đi, đầu tiên là tiếp tục bình xe chốc Pháo. Thế lúc này Triệu bình Pháo để mở rộng những cái thế tấn công của mình vào cánh trái của đối thủ, và Vô bình xe tiếp tục chốc Pháo. Và tới đây thì sau khi tận dụng nốt những cái giây đồng hồ cuối cùng rất là quý báu của mình để mà suy nghĩ, thì Triệu Quốc Vinh đã đưa ra một cái sát cục vô cùng đẹp mắt, khiến cho người ta phải muôn lần tán thưởng. Đầu tiên là bình xe để chiều tướng, rõ ràng là quân tướng không thể bình sang lộ 4 được, tại vì còn lo ngại đến khi biến tiếp theo, Pháo 2, bình 6 sẽ bắt chết mã ngay. Với cái hình trận đó thì chắc chắn là cục thế của bên đỏ cũng chẳng còn gì mà chơi nữa, Pháo và xe mã chẳng có một cái sự liên minh nào cả, cho nên chỉ còn là từ bại đến thảm hại mà thôi. Bắt buộc tướng phải bình ra. Lúc này Triệu Quốc Vinh đã chấp nhận bỏ Pháo ngay, Pháo 2, bình 4. Và lúc này thì Vũ Hộ Hoa còn nước còn tát, mã tấn 2 vừa đang phục là tấn lên để sát. Đây là một cái đòn vùng vẫy cuối cùng của Phanh Mệnh Tam Lang. Lúc này Triệu Quốc Vinh chỉ cần đơn giản tấn tướng 1. Và đây cũng chính là hình cờ mà tôi đã để sẵn trên trang Facebook của Cờ Tướng Nam Mê để mà hỏi các bạn rằng, trong hình cờ này rõ ràng là bên đen đang chấp nhận phế một Pháo, liệu rằng bên đỏ có dám ăn hay là không? Bên đen đang còn phục sẵn cái điều gì mà lại dũng cảm như vậy? Và trong thực chiến tới đây thì Vũ Hộ Hoa chấp nhận ăn Pháo. Và như trong hình cờ này thì đã có một cái biến rất cởi mở mà được đông đảo các bạn lựa chọn, chính là mã 1 thoái 3, vừa đang phục là mã 3 tấn 4 để chiếu sát ngay. Chắc chắn là bên đỏ không thể bổ sĩ, nếu như sĩ 4 tấn 5 thì ngay lập tức phi mã lên để chiều, sĩ tấn rồi tiếp tục nhảy mã để chiều, sĩ phải thoái, và sau đó nhảy mã để chiều, tướng phải tấn lên. Lúc này chỉ cần một bước nữa, thoái mã để mà sát ngay, cực kỳ đơn giản. Nhưng mà thực ra chúng ta đã bỏ sót một cái biến rất quan trọng ở đây, đó là quay lại những hình cờ này thì bên đỏ còn có một cách phản đòn, chính là phế ngược lại một Pháo. Lúc này Pháo thoái một, chắc chắn cuộc thế sẽ phải đánh dài lâu, và việc đổi quân của bên đen cho hình cờ này là bắt buộc. Lúc này phải dùng Pháo để chém Pháo, thì bên đỏ rõ ràng là vẫn còn quân, vẫn còn chơi được. Thực ra trong hình cờ này, sau khi chấp nhận phế một Pháo thì Tân Đông Bắc Hồ Triệu Quốc Vinh đang còn phục sẵn một cái sát chiêu hiểm ác và cao thâm hơn rất là nhiều. Đầu tiên là dùng chốt tấn 1 để thì không. Tới đây thì bên đỏ có hai cách đi. Cách đi thứ nhất là dùng tượng chém chốt, và cách đi thứ hai là bổ sĩ lên. Thì tôi xin phân tích từng cái biến một như sau. Nếu như dùng tượng tấn chốt, lúc này bên đen mã 1 tấn 3 vừa đang phục là tấn lên để sát. Lúc này bên đỏ vẫn tồn tại một trong hai cách đi, đầu tiên là bổ sĩ. Thế lúc này một cái sát cuộc rất cơ bản, bên đen sẽ dành tặng ngay cho bên đỏ bằng những nước đi mã quỷ khốc thần sầu. Đầu tiên là nhảy mã đi chiều, bắt buộc sĩ phải tấn, rồi tiếp tục thoái mã đi chiều, sĩ lại thoái, và sau đó
Thoái Mã Thị Triều, đây là một cái mắt xích cực kỳ quan trọng, bắt buộc sĩ phải thần lên và tiếp tục ăn tượng để chiều sĩ lại thoái. Rồi lúc này sau khi diệt gọn tượng thì lại tiếp tục thoái mã để chiều bục sĩ phải tần, và sau đó nhảy mã vào cái vị trí này để chiều tường sĩ thoái. Và lúc này tiếp tục phi mã lên để chiều, những cái nước đi mã rất thần kỳ, tạo ra một cái sát cuộc mà chắc chắn các bạn sẽ phải mãn nhãn. Đầu tiên bắt buộc sĩ lại tần lên, lúc này đã đưa ra một cái đòn rất hay nữa, chính là thoái xe. Và tới đây thì cho dù bên đỏ có đối phó bằng cách nào đi nữa thì bên đen vẫn tạo thành sát cuộc mà thôi. Tại vì đang còn phục nước, mã 4 tấn 2 bắt buộc sĩ phải thoái và sau đó kê xe vào miệng sĩ để chiếu sát ngay. Cho nên về phía bên đỏ chỉ còn một cách đối phó duy nhất mà thôi, phải tấn xe để ăn chốt. Vừa đang phục là bình xe vào cái vị trí này để chiêm ngòi, nhưng mà ngay lập tức bên đen sẽ không để cho điều đó phải xảy ra. Thoái mã về cái vị trí này để chiều, cũng như là đang ngăn cản lại cái việc là xe bình vào, bắt buộc lại phải thoái sĩ. Lúc này tiếp tục thoái mã để chiều, sĩ phải tấn lên, và sau đó tấn mã để chiều, sĩ lại thoái, rồi lúc này mới bình xe để mà sát ngay. Những cái nước đi rất là hay và hiểm hóc. Vậy thì sau khi biến đi vừa rồi, chắc chắn là nhiều bạn sẽ phải thắc mắc tại vì sao trong hình cờ này sau khi bên đen mã 1 tấn 3 thì bên đỏ không phòng thủ một cách đơn giản, dùng xe tấn lên chém chốt vừa đang chốc mã. Vừa lúc này nếu như mã 3 tấn 4 lập tức xe sẽ bình vào lộ 6 để chiêm ngòi. Chắc chắn là bên đen không thể tìm ra một cái phương án nào để công kích nữa. Tại vì nếu như lộ đầu mã, tức là mã nhảy đi lộ khác chiều tường, ngay lập tức xe sẽ tấn 2 chiều tường và chém chết pháo ngay. Vậy thì cái cách tấn công chính xác của bên đen trong hình cờ này là gì khiến cho bên đỏ cũng sẽ phải buông quân? Chính là một chiêu mà thôi, rất đơn giản: thoái mã. Đây là một cái đòn cực kỳ hiểm, tại vì thứ nhất là vừa đánh xe, thứ hai nữa mã 2 đang còn phục tấn 4 để sát ngay. Cho nên với một nước thì bên đỏ chỉ có thể nghĩ tới phương án thoái xe về mà thôi. Lúc này sau khi mã nhảy lên thì lập tức bình xe qua. Với cái trận hình như thế này thì chắc chắn bên đỏ đã bị mất xe, cho nên đánh kiểu gì đi nữa thì bên đen cũng phải dễ dàng để mà giành phần thắng thôi. Các bạn có thể tự phát triển cái biến này. Thì đó là cái biến đi thứ nhất trong hình cờ này. Bên đỏ đã chấp nhận dùng tượng để ăn chốt, đều dẫn tới những kết cục vô cùng bi thảm. Còn trong thực chiến tới đây thì Vũ Hoa đã dùng pháo thoái lui, vừa đang phế lại một pháo, hy vọng lấy lại được quân lực và tình hình, nhưng mà đã muộn màng. Tại vì tiếp theo thì Triệu Quốc Vinh chỉ cần một bước tấn pháo để thoát khỏi cái sự kiềm chế này, vừa đang phục là dùng chốt bình qua để chiếu sát. Vậy thì tới đây hình thế đã hoàn toàn thay đổi. Tiếp theo liệu rằng bên đỏ lại có một lần nữa dùng tượng để khử chốt hay không? Lúc này bên đen có cách nào hay ho để mà giành phần thắng không? Tôi xin được tiếp tục diễn biến như sau. Đầu tiên chỉ cần phi mã lên, vừa đang phục là nhảy lên để chiếu sát. Bên đỏ chỉ còn một cách phòng thủ duy nhất là phải bổ sĩ. Thì bên đen ngay lập tức nhảy mã để chiều, sĩ phải tần, rồi tiếp tục phi mã để chiều, bắt buộc sĩ phải thoái. Lúc này đưa ra một cái nước quỷ khốc thần xấu khác, chính là tấn mã để vừa đánh xe, vừa lúc này đang còn phục một nước sau khi xe chạy, lập tức sẽ thoái mã để chiều, sĩ lại tần, rồi tiếp tục lưỡng chiều để mà sát ngay. Thực sự là một cái đòn rất là kinh điển. Chắc chắn là sau khi nước tấn mã lên để đánh xe thì bắt buộc con xe của bên đỏ sẽ phải ra đi một cách cực kỳ thanh thản. Từ đó thì phần thắng cũng dễ dàng để mà dành tặng cho đặc cấp đại sư Triệu Quốc Vinh. Cho nên đó cũng chính là lý do tới đây trong thực chiến thì Vũ Hoa đã không dám dùng tượng khử chốt mà bắt buộc phải bổ sĩ để phòng ngự. Lúc này thì họ Triệu chỉ cần bình chốt để chiều, sĩ tấn lên rồi tiếp tục tấn chốt. Đây thực sự là một cái đòn hiểm ác nữa, tại vì không còn gì có thể ngăn cản được chốt tấn 1 để khử sĩ, bắt buộc tướng phải thượng đỉnh và sau đó bình xe để mà sát ngay. Bắt buộc chỉ có một cách giải sát trong hình cờ này mà thôi: thoái tượng. Một cái hình trận cực kỳ đau khổ của Vũ Hoa. Lúc này suy cho cùng cũng chỉ là do cái biến tấn xe để tuần hà mà không nghĩ tới cái hậu quả con pháo bình sang biên và tạo ra một hình trận tan nát như thế này. Và tiếp theo thì Triệu Quốc Vinh chỉ cần một bước nữa, phi mã lên, vừa đang phục là dùng chốt tấn 1 và sau đó nhảy mã để mà sát ngay. Bên đỏ thấy nhưng mà vô phương chống đỡ, cho nên chỉ đánh tới đây thôi. Thì phanh mệnh tam lang Vũ Hoa đã phải đẩy bàn cờ để mà nhận thua. Thực sự là một cái thất bại rất cay đắng của Vũ Hoa.
một chiến thắng vô cùng hiển hách dành cho Tân Đông Bắc Hồ Triệu Quốc Vinh với một kết sát cuộc ngầm đẹp như mơ. Thì vừa rồi là một cái trận đấu rất hay nữa mà kênh đã lựa chọn ra để mà tường thuật gửi đến các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy cái sự thú vị qua từng video của mình. Nếu như cảm thấy video này hay thì các bạn nhớ like, đăng ký cũng như là chia sẻ để mà ủng hộ thêm kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.